Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của chung cư Mulberry Lane. Chúng tôi xin điểm lại một số thông tin diễn ra trong tuần vừa qua. Nhằm mang đến các hoạt động vui chơi giải trí cùng với các phong trào rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho các cháu thiếu nhi nhân dịp hè, từ 14 giờ đến 16 giờ 45 ngày thứ Bảy 23 tháng 5 năm 2015, tại phòng cộng đồng sảnh C, ban quản lý tòa nhà phối hợp với trung tâm ITT School sẽ tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh Đường đến thành công cho các cháu thiếu nhi. Đây là buổi học mà chơi bằng tiếng Anh rất ý nghĩa và bổ ích. Đây là một trải nghiệm thú vị cho các với các thầy cô nước ngoài của trường. Đặc biệt, khi tham dự chương trình, các con có cơ hội nhận được phần thưởng là món quà lưu niệm ý nghĩa và một phần quà vô cùng giá trị, một suất học bổng toàn phần cho khóa học hè 2015 của Trung tâm Tiếng Anh ITT. Từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015, ban quản lý tòa nhà sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống báo cháy tại các tòa A, B, C, D, E. Trong quá trình thực hiện, sẽ làm phát sinh tín hiệu báo cháy giả tại hành lang các tầng trong một vài phút. Căn cứ theo thông báo của Công ty Điện lực Hà Đông, để phục vụ công tác thí điểm định kỳ trạm biến áp Capitaland hoàn thành, điện sinh hoạt của các căn hộ sẽ tạm ngừng cung cấp trong thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ vào ngày 26 tháng 5 năm 2015. Kính mong quý cư dân thông cảm về bất cứ sự bất tiện nào có thể ảnh hưởng và mong nhận được sự hợp tác tích cực từ quý cư dân. Trên đây, chúng tôi xin điểm qua một số thông tin nổi bật diễn ra tại tòa nhà Mulberry Lane tuần vừa qua. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.